Cô vít cô vèo này thật là mệt các bạn ạ. Mấy ông tướng nhà mình nghỉ học ở nhà hết, mà ở nhà thì ồn ào ơi là ồn ào, đùa không thể chịu được. Ban ngày thì chả có lúc nào để có thể quay phim được, buổi tối thì cũng thỉnh thoảng thì mới quay được thôi, tại vì là các ông con thì ông ấy sợ ma, nhà thì rộng, thế là ông ấy cứ suốt ngày ra bố ấy ra chơi với con, bây giờ mới lại ngồi quay được, chắc lại up vào 12 giờ đêm. Ok, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái intro đẹp đẹp như các bạn vừa xem đấy, intro kiểu phim cổ trang. Không biết các bạn nào nhưng mà mình rất thích xem phim cổ trang của Tàu, phim cổ trang Trung Quốc ấy, tức là các cái phim mà chuyển thể ngôn tình rồi tiên hiệp rồi chiếu chiếu ấy. Ngày xưa thì hay xem phim Kim Dung kiếm hiệp, Cô Long rồi các kiểu, nhưng mà bây giờ thì toàn thích xem mấy cái phim tiên hiệp ấy, thì già rồi mơ mơ mà. Bây giờ đi vào Filmora, trước khi đi vào Filmora mình sẽ chia sẻ cái dự án này ở dưới phần mô tả nhé. Ở trong này nó sẽ có mấy cái mà biểu tượng mạng xã hội các thứ, thì mình sẽ làm rồi hướng dẫn các bạn làm y hệt các đấy, và thêm các cái overlay, mấy cái ba bốn cái overlay đẹp này, với lại mấy cái video các cô gái xinh xinh này để cho các bạn có thể luyện tập, hoặc là các bạn có thể về các bạn làm video, các bạn đưa vào dự án của các bạn dùng thì dùng. Ok, đây đi vào Filmora, đây là cái ví dụ này. À đây mình giải thích một tí, ở dưới này mình có một cái bài nhạc nhé. À, ví dụ cái hiệu ứng mà cái giọt mực nó rơi như này ấy, đẹp đẹp như này thì nên chọn một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng thôi. Mình thấy là cái bài Nocturne này nó vẫn là hay. Mấy hôm nữa mình sẽ chọn bài khác nhưng bài này thấy hay. Đây bài nhạc, ok mình xóa bài background, bài nhạc đi. À, tiếp theo là clip các cô gái mơ màng. À, các bạn nên đưa clip của bạn vào đây, mình dùng cái clip mình đao trên mạng thôi. Đâm ra là nó cũng chả có gì cả. Mấy cô này trông thì xinh nhưng mà mình không có cảm giác gì cả. Đây xóa đi. Ok. Còn tiếp theo nữa là mình có mấy cái overlay. Overlay nó là cái để chồng lên video của bạn ấy, dạng kiểu giọt mực rơi. Giọt mực rơi cái này mình có rất là nhiều, có khoảng hai mấy 30 cái cơ. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ trong cái dự án này khoảng 4 cái thôi, không nó nặng. À, đây xóa tiếp đi. À, trên cùng là cái gọi là cái biểu tượng mạng xã hội ấy. Cái này gọi là lower third social media lower third. Thì cái này tạo trong Filmora đơn giản thôi, bạn để tạo cái này ấy, thì bạn dùng một cái lower third số 18 và sau đấy là bạn chèn các ảnh vào. Tí mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết để làm cái này. Làm cái này là một cái này cho Instagram và bạn có thể làm tất cả cho những cái khác. Ok, lại xóa đi. Đầu tiên ấy, sẽ đưa video xuống đúng không? Chọn video này để chọn nhiều video ở trong Media Library ấy. Thì các bạn nhấn giữ phím Control nhé, các bạn chọn đây, chọn hai cô này, ok. Kéo xuống timeline thôi. À, đây xong bắt đầu ấn nút này để cho view mọi thứ trên timeline. Cái này 20 giây hơi dài, mình sẽ làm nó ngắn thôi, ngắn khoảng 3 4 giây thôi. À đây để mình kéo cái giọt mực này xuống mình đo đây. Ok, cái giọt mực này nó khoảng 2 giây một cái, nên là mình sẽ làm cái intro nó khoảng 4 giây thôi. Mình sẽ kéo ngắn cô này lại, cô áo đỏ. À, và cô áo vàng này nữa, cô áo vàng này là video 4K nhưng mà đây mình sẽ làm video full HD thôi. Ok. À, đây xóa cái này đi. Đây đầu tiên là các bạn sẽ kéo hai cô xuống video như này nhé. À, nhạc nhẽo thì các bạn tự chèn. Thế còn sau đấy là các bạn thêm cho mình cái chuyển cảnh transition ở giữa. Để thêm chuyển cảnh các bạn đi đến transition. Sau đây là vào dissolve, các bạn chọn cái dissolve này nhé. Cái dissolve này nó hơi đẹp đẹp mờ mờ ảo ấy. Cái này đẹp nhất, mình thấy là đẹp nhất. Ok, bật lên. Ok, đây là cái hai cái nhá, thêm cái hiệu ứng dissolve rồi. Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn quay lại media. Sau đấy là các bạn tìm cái overlay nhé. Cái overlay này có 1 2 3 4, mình chia sẻ cho các bạn 4 cái, thì ở đây mình sẽ dùng cái số 4. Tuy nhiên là cái 3 cái 2 cái 1 này các bạn dùng cũng tương tự như thế. À, bạn kéo cái overlay lên trên. Ok, đặt lên trên. Rồi, đặt lên trên thì nó sẽ che mất ở cái tức là che mất cái video bên dưới. À, thì các bạn sẽ kích kép vào cái overlay ở trên. Sau đấy các bạn đi đến video, các bạn chọn compositing. Compositing thì các bạn chọn cái phần này nhé, cái họ nhà screen với lighten này, 1 2 3 4 này. Có bốn cái option này nhé, lighten hoặc screen hoặc color docs hoặc là linear docs là ok nhé. Đừng chọn cái multiply với color burn ở trên này. Bạn chọn cho mình screen đi. Đó, ok, screen là cái hiệu ứng này nó cũng tương đối đẹp. Thì nếu như mà cái ví dụ cái giọt mực này nó rơi mà nó không rơi đúng cái chỗ cái mặt ấy mà các bạn muốn chỉnh ấy, thì các bạn hãy scale to cái overlay lên. Tức là scale bằng cách là vẫn kích kép vào nhé. Sau vào đi vào transform. Và các bạn đây kích vào cái scale này. Bạn scale to lên tí. To nữa để làm gì? Để các bạn có thể di chuyển nó dịch ra bên này. Ví dụ bạn muốn di chuyển nó dịch
dịch lên dịch xuống ấy, nó sẽ không bị cái viền mép màu đen. Đó là cái mà thủ thuật các bạn có thể dùng. Đây ví dụ cái này, ok, đó, rơi chỗ này đúng không? Đến cái video tiếp theo sau khi nó đã dissolve sang cái clip thứ hai, tức là ở mỗi một cái clip thì bạn dùng một cái overlay. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng tiếp là cái này, cái video cái overlay số 3 này, mình sẽ kéo xuống đây để mình cho nó nối tiếp cái chỗ này mà. Sau play thử xem overlay này thế nào nhé. Play này. Ok. Đây cái overlay này thì là nó cái giọt mực này, nó cái đoạn đầu này trông nó hơi cũng đẹp đấy, nhưng mà cái chỗ này mới là giọt mực. Nên là mình sẽ cắt ở chỗ này đi. Đây mình sẽ cắt ở cái chỗ này. Và mình delete chỗ này đi, ripple delete. Để cho nó bắt đầu ở từ chỗ này luôn. Và mình cũng chọn compositing của nó là screen. Kích kép à. Đi đến compositing và chọn cho mình là screen. Ok, để cho nó sang đến cái hình ảnh của cô áo vàng. Đây sang chỗ này. Hình của cô áo vàng nhé. Thì cũng như lúc nãy các bạn có thể scale to nó lên, kích vào đây, chọn là transform. Các bạn có thể scale to nó lên một tí, to đấy cho nó nhìn thấy mặt đấy, mặt cho nó đẹp. Đó, xong bắt đầu kéo, kéo nó dịch ra một tí. Ok, đấy là xong rồi. Đấy là xong hai cái overlay và đã tạo được cái mà hiệu ứng kiểu đẹp đẹp rồi. Cái đẹp mà intro đẹp như này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái mà mạng xã hội ấy, cái mạng xã hội mà Instagram ấy. Đây để render cái này đã thì sao cho các bạn xem nữa. Render nó rồi đưa các bạn xem. Ok, đây là cái clip mà mình đã render rồi nhá. Play các bạn xem. Đẹp. Ok, đấy là rất đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái tạo cái lower third dạng kiểu kết nối với mạng xã hội ấy, Instagram nhé. Để làm cái đấy ấy, thì các bạn sẽ đi đến phần title, sau các bạn chọn vào included này, included, sau bạn chọn new concept. Trong new concept này sẽ có cái lower third, bạn kích vào đây. Trong cái này ấy, bạn tìm cái số 18 nhé, cái số 18 là cái này, nhưng mà bạn có thể dùng cái nào cũng được. Đây cái số 18 này, bạn kéo xuống timeline 1. Ok, đây là ở trên timeline nhé. Thì bạn đã nhìn thấy ở đây. Đợi tí, play cái này. Đây, cái lower third này. Đó, nó sẽ có cái là your text here. Ở cái chỗ này thì bây giờ bạn sẽ chỉnh cái này một tí. Đầu tiên ấy là bạn sẽ kích kép vào cái chữ này, your text here này. Thì các bạn đổi về tên cái mạng xã hội của bạn nhé. A còng này, à không, A còng, ví dụ của mình là Jackie. Jackie Nguyễn đúng không? Cái tên nước ngoài của mình, cái tên tiếng Anh của mình. Rồi ok. Sau đấy là các bạn kích vào cái chữ ở trên trên cái preview này, cửa sổ preview này. Các bạn kéo nó xuống sang phải một tí. Đây, kéo nó vừa thôi. Tại vì tí nữa mình ok, thế này được rồi. Đấy, tí nữa mình sẽ thêm cái ảnh Instagram ở đây mà. Ok ok. Như vậy đã ok nhé. Thế còn cái tiếp theo là bạn chèn thêm cái biểu tượng Instagram. Các bạn quay trở lại media. Quay trở lại media. Đây cái Instagram là cái này. Nhưng mà cái này nó hơi lằng ngoằng. Bạn kéo xuống. Thì các bạn kéo xuống, các bạn đặt ở cái chỗ khoảng đâu đây này. Đây khoảng chỗ này. Trước tiên ấy, cái này nó là cái ảnh mình đao trên mạng ấy. Tức là nó không được vuông. Tức là không được vuông thì cái việc đầu tiên ấy, mình sẽ crop xung quanh này. Trước khi mình đưa vào cái gọi là cái mask mặt nạ cho nó thì mình sẽ crop nó trước. Bây giờ mình sẽ vào chọn nó này, chọn cái ảnh này, xong rồi đi đến crop này, kích cái nút này này, vào crop tool nhé. Rồi bây giờ sau đấy là chọn cái tỷ lệ. Tôi chọn tỷ lệ về custom. Chọn tỷ lệ rồi thì bạn sẽ chỉnh được cái khung này nó tùy ý. Đây mình chỉnh cái này, chỉnh cái khung này cho nó vào gần cái mép vuông vuông này. Tí mình đưa vào cái mask vào là một cái là ăn ngay. Đó. Ok, cái này đẹp rồi, kích vào ok. Sau đấy ok, sau đấy là các bạn sẽ đi đến tiếp. Ở đây nó crop, đợi tí nhìn nó chưa ra crop. Ok, nó crop như thế này, ok rồi. Sau đấy bạn đi đến effect nhé. Effect, bạn vào phần utility trong included ấy, vào tìm utility, hoặc là bạn có thể tìm cái image mask ở đây này. Kéo thả cái image mask này xuống. Ok, kéo thả xuống, nó sẽ là cái biểu tượng mask hình tròn. Nhưng mà các bạn có thể đổi bằng cách là các bạn kích kép vào. Kích kép vào cái biểu tượng cái ảnh ấy. Sau đó các bạn đi đến image.
Đây, các bạn đi đến image nhá. Trong phần image thì nó dưới dưới cái video effect này thì các bạn chọn cho mình cái đây biểu tượng này này, hình nó hơi vòng vòng này này. À, chọn này, à, kích vào cái này cái. Ok, đấy là nó cũng ok rồi. À, nguyên cái này là nó xong rồi đấy. Ok rồi, các bạn kích vào chọn ok. À, sau đấy là các bạn scale bé nó lại, scale bé tí nó lại để cho bạn nhét vào cái khung này cho nó vừa ấy. Đây, sẽ nhét vào khung này cho nó vừa, à, ngay đầu của cái lower third này thôi. Ok chưa? Rồi, nó hơi bị ấy một tí, scale bé một tí nữa. Rồi, sau đấy là bạn kéo cái chữ này cho nó gần mà. Kéo cái chữ này cho nó gần với cái Instagram này nhá. Rồi, cuối cùng là kéo cho cái preset này, nó bé vào. Cho nó bé bé vào trông cho nó đẹp. Đó, ok. Thế này là cũng tương đối ok rồi. Nhưng mà để mình play thử xem là nó đã khớp chưa, animation nó khớp chưa. Ok, được rồi. Thế còn cái chữ này mình sẽ cho nó thêm một cái hiệu ứng animation, bạn kích kép vào. Kích kép vào chữ và animation, bạn chọn cái typewriter nhé, cho nó kiểu chữ dạng chữ viết đấy. Thế còn cái biểu tượng cái Instagram đấy, thì bạn sẽ cho nó một cái keyframe. Thì để tạo keyframe mình nhấn Shift Home trước này để cho nó về đầu của cái ảnh trước này. Để về đầu của cái ảnh. À, đây, về chọn cái bấm rồi mà nó chả nhảy. Thôi được rồi. Đây mình sẽ chọn lại, bấm lại Shift Home để cho nó quay trở về đầu. Ok, ở đầu rồi. Thì bây giờ mình sẽ add nó một cái keyframe. Đây, keyframe ở đây. À, các bạn kích vào nút này, add nút này để mình giảm cái scale nó xuống bé nhất ấy. Đây, giảm scale xuống còn không đi để cho nó tạo ra cái hiệu ứng là kiểu phóng to lên, cái sụt cái phóng to lên đấy. Đấy, sau đấy bạn kích thêm đi đến khoảng mấy frame thôi. Mấy frame được, tí mình sẽ chỉnh cái mũi tên. Các bạn reset cái keyframe. Reset cái scale nhầm. Đây, reset cái scale rồi. Sau đấy là cuối cùng là bạn chỉnh cho cái mũi tên này nó nhỏ nhỏ lại để cho nó cái hiệu ứng nó ra sớm ấy. Ok, đấy là xong rồi. Xong hết rồi, tạo vừa cái intro và vừa cái Instagram rồi. Ok, đây là video mình đã render. Và đây là cái hiệu ứng, cả hiệu ứng nãy giờ mình tạo. Ok, đấy đẹp đúng không? Thiếu mỗi nhạc thôi. Đấy là cách là làm nào để bạn tạo một cái intro video cho phim rồi là clip du lịch các thứ, với lại làm nào để add cái biểu tượng mạng xã hội vào video cho các bạn, vào video líu cả lưỡi. Mình hy vọng là các bạn thích cái video này. Nếu như mà bạn nào có câu hỏi nào thì các bạn có thể hỏi mình ở phần comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.